Was it the voice? Was it the fire burning in me? Hello, xin chào mừng các bạn đang đến với kênh của mình. Và hôm nay, một phiên bản giữa Hayate và John trận chiến ở khu vực đường rồng một lần nữa được ra lò các bạn ơi. Pha này mà John mất tóc biến rồi nhưng vẫn ở lại farm lính thì chết thôi bạn ơi. 150 vàng ha. Mặc dù không phải là mạng chiến ông đầu, tuy nhiên nó vẫn là mạng đầu dành cho Hayate. Sau này chúng ta sẽ dễ dàng đè đường bạn John ha. Hai thành viên của team bạn đang núp ở trong bụi, đó là Florentino, anh ta có cho mình cái level 4 rồi, lao vào bị chón, bị CC liên tục đến từ vị trí của Than. Amelie vẫn còn ở trong bụi nhưng cô ta chỉ có cho mình cái level 3, mặc dù chân dài nhưng cô ta đang phải bỏ chạy. Phép cấm trụ được triệu hồi và trụ bắn chúng ta 1, 2, 3, 4 phát. Chúng ta vẫn còn máu tên thần của John nhưng Than đã đỡ cho chúng ta pha bắn đó ha. Rất là may mắn, nếu không thì chúng ta về tới đèn nhanh rồi các bạn ạ. Và sau khi hồi máu xong thì chúng ta sẽ lên lại các bạn ơi. Và đây chính là một cái pha anti tốc biến dành mạng của John 150 tiền ha. Và thời điểm này là thời điểm chúng ta rất là xanh rồi các bạn. Mới chuyển sang phút thứ tư thôi. Chúng ta đã mang trong người tận 4 mạng rồi. Nó báo hiệu cho một cái trận đấu khó khăn dành cho team bạn ha. Ok, rừng của chúng ta ở đây, con rồng cũng đã xuất hiện. Đây là cái thời điểm tốt nhất để chúng ta hạ con rồng này bạn ơi. Sau khi hạ rồng chúng ta sẽ có 30% tăng sát thương lên quái nha. Điều này giúp chúng ta dọn lính dọn quái được dễ dàng hơn, cũng như là rừng của chúng ta pha một cách nhanh hơn đó các bạn. Chính vì thế mà các bạn hãy tranh thủ ăn những cái mục tiêu lớn sớm càng tốt, đặc biệt là con rồng ở những phút đầu tiên. Và sau phút thứ 8 thì chúng ta nên ăn cái con tà thần để có được cái bùa tà thần các bạn nha. Liên tục là những cái pha cấu máu, những cái pha trao đổi chiêu thức giữa Hayate và John. Và rõ ràng các bạn có thể thấy chúng ta là người có lợi thế, bởi vì cái lượng sát thương của chúng ta cao hơn, lượng đồ của chúng ta nhỉnh hơn bạn John. Nếu mà nói về bạn John về late game, về cuối game á các bạn, bạn John bắn rất là kinh khủng nhưng meta này không thuộc về John rồi các bạn ơi. Bởi vì meta này là meta ở giai đoạn đầu game đánh nhau rất là nhiều, mà bạn John thì giai đoạn đầu game cực kỳ yếu ha. Chỉ mạnh ở giai đoạn cuối game và thực sự mạnh khi được bắn thôi, khi được các đồng đội của mình bảo kê. Còn meta mùa 20 này đa phần support là đi đánh nhau thôi. Support không còn đi theo kè kè để bảo kê cho AD nữa. Cho nên thực chất là về sau John cũng không được bắn đâu các bạn. Và thậm chí là không được farm ở cái giai đoạn đầu game này luôn, khi mà phải đối đầu với một người cầm Hayate như mình ha. Máu chiến rất là cao luôn các bạn ơi. Ok, Lia sang màn hình để xem có đánh nhau không nào. Nếu không thì đàn lính này chuẩn bị lên rồi, chúng ta sẽ lại xóa sổ lính này. Sau đó chúng ta lại tập trung vào mid. Ok, nhưng mà mid quái thì rừng dọn rồi, cho nên là chắc có lẽ mình lấy luôn cái trụ đi thôi bạn ơi. Xe, con xe đã có rồi. Mà lúc nãy là mình thấy ở minimap là bạn Rat đang ở khu vực đường giữa để thủ trụ. Và chắc có lẽ nếu mà thủ trụ xong chắc bạn ấy lên đây thôi. Mình để nhanh cái trụ này xong rồi mình đi về nha. Không có đánh nhau với bạn John. Ở cái pha này John lên cao đấy, mất trụ rồi thì mình có thể ăn được bạn John. Nhưng thực tế ra là mình chưa thấy Rat đâu cả. Rat huyền vương mà một combo thì chắc chắn là mình cũng phải chết thôi. Cho nên là cẩn thận hơn một tí nha. Hiện tại là mình đang 5 mạng trong người rồi. Ăn cái mạng của mình nó cũng tương đối là khá tiền đấy các bạn. Ở pha này thì mình tranh thủ là mình thủ lính để đép trụ thôi nha các bạn. Mình chưa thấy bóng dáng của Rat ở đây. Nhưng một pha lên cao đến từ vị trí của John và Rat đang ở khu vực đường giữa. Thì ai bảo kê cho anh chàng John tốc biến bỏ chạy. Nhưng tốc biến chạy làm sao được các bạn ơi. Chúng ta đang có cho mình cái biến ảnh. Chuỗi phi tiêu đã kết thúc được John 140 tiền ha. Một pha cứu nguy kịp thời đến từ vị trí của Than. Ok, chúng ta rút lui được an toàn, ăn được cái mạng của John. 6-0-1, một cái tỷ số nó tương đối là xanh rồi các bạn ơi. Ở phút thứ 6 chúng ta có được 6 mạng rồi, chúng ta farm bằng với thời gian, farm mạng bằng với thời gian luôn các bạn. Còn bây giờ thì đồng đội của chúng ta đang có mặt ở đây, con xe và con lính đang tràn lên. Thì nhanh chóng cái trụ này sẽ được lấy đi và thôi, chúng ta có bùa tà thần trong người ha. Cho nên là bao trụ cũng sẽ rất là nhanh, đồng thời với việc con lính con xe cũng bao trụ khá là nhanh đó các bạn. Còn khoảng tầm 15 giây nữa con tà thần sẽ xuất hiện nha. Con rồng sẽ xuất hiện nha. Ui, nhưng mà con rồng bị reset rồi các bạn. Vậy là có một con rồng ở phút thứ 8 chuẩn bị ra rồi. Reset lại thời gian đếm rồng rồi các bạn ơi. Tính hơi bị sai rồi. Lỗi quá. Mình lỗi của mình quá. Ok, và con xe ở đây rồi. Cố gắng bê cái trụ nào. Ôi, không được rồi. Pha này thì không được rồi các bạn. Team bạn đang tràn lên rất là cao ha. Một pha băng vào đến từ vị trí của Florentino. Anh ta nhặt hoa liên tục nhưng máu anh ta tuột rất là nhiều. Amelie gồng cho mình chiêu cuối nhưng cũng không trụ được bao lâu. Cố gắng bỏ chạy nhưng chạy làm sao được các bạn ơi. Mang về 2 điểm hạ gục nữa cho xạ thủ nha. Cực kỳ là tuyệt vời.
pha này thì không thể nào thủ trụ được rồi. Rát anh ta đang cố chút những cái hơi thở cuối cùng mình để đép cái trụ này, để cố gắng thủ cái trụ, nhưng làm sao được bạn ơi, chúng ta vẫn còn con xe. Còn khoảng tầm 7 giây nữa là con tà thần sẽ xuất hiện. Và đây là cái thời điểm mà hai con tà thần và con rồng cũng xuất hiện luôn. Nhưng mà chúng ta ưu tiên ăn cái con tà thần hơn nha các bạn. Ở phút thứ 8 này thì ăn cái con tà thần nó có lợi hơn, bởi vì nó sẽ cho chúng ta một lượng giáp và giáp phép đáng kể. Kèm theo đó là các khả năng đẩy đường nè, cái khả năng hồi phục máu theo thời gian cũng cực kỳ là tuyệt vời luôn nha các bạn. Con tà thần ở phút thứ 8 này sẽ nhanh chóng dọn thôi. Một pha xuất hiện cản trở đến từ vị trí của Tara. Tiện đường công tác thì đi ngang sang khu vực rừng, thấy quái rừng đó rất là nhiều, cho nên là chúng ta tiện đường là lấy luôn cái bùa đỏ này thôi các bạn ơi. Sau khi ăn bùa và quái rừng xong, chúng ta sẽ ra lên lại nha, để hỗ trợ cho các đồng đội của chúng ta, bởi vì chúng ta đang nắm giữ quyền triệu hồi cái con tà thần đẩy đường này thôi các bạn. Một pha cấu máu vào người Tara của ta đang phải đi rất là chậm, nhưng Rat xuất hiện đắp nốt ao chúng ta lên, nhưng Rat không vào. Chúng ta vẫn còn khá là đầy máu, tự tin mà bắn thôi các bạn ơi. John đang đứng ở phía sau và trả sát thương, nhưng sát thương làm gì có ở cái giai đoạn này, trong khi cái giai đoạn đầu mà bạn không được farm. Amelie đang còn khá là thấp máu và đang đứng ở trong trụ của ta, bị cấu máu đi rất nhiều. Phép bổ trợ cấm trụ để hạ đi than. Người lao vào đó chính là Valentino, người ta nhặt hoa và lướt lạ lướt liên tục, nhưng lướt tới đó là hết chỗ rồi các bạn à. Ok, chúng ta đang có 4 thành viên ở đây và Valentino không thể nào chịu được ha. Rat chỉ còn một mình ông nội Rat này thôi. À, Amelie vẫn còn sống các bạn, Amelie vẫn còn sống ha. Và lợi thế của chúng ta vẫn còn con xe và con rồng tà thần vẫn tiếp tục đẩy cái len ở khu vực đường giữa này. Và chắc chắn là cái trụ này sẽ bị mất đi thôi các bạn ơi. Với một con tà thần ở phút thứ 8 thì chúng ta đã có được một cái đường giữa mega rồi các bạn. Và bây giờ là cái thời điểm mà chúng ta có thể lui về để ăn cho mình cái con rồng ha. Bạn Tu và Len đi rừng farm rất là nhanh. Ôi đợi đợi mình một xíu nào, đợi đàn quái rồi ăn hết luôn, không chừa mình một con nào luôn. Ok, bây giờ thì bùa tà thần đã hết rồi, thời điểm mà chúng ta ăn con rồng sẽ rất là nhanh. Các bạn lưu ý nha, khi mà các bạn ăn con rồng hoặc là ăn con tà thần thì các bạn sẽ nhận được lại một cái bùa hại, đó chính là các bạn ăn cái mục tiêu còn lại nó sẽ bị giảm 50% sát thương. Chính vì thế đó mà các bạn những cái giây phút cuối các bạn hãy chọn con tà thần hoặc là con rồng thôi, mà theo mình nghĩ là nên chọn con tà thần trước các bạn ạ. Con tà thần sẽ có tác dụng đẩy đường tốt hơn các bạn nha, vì mục tiêu tối thượng của trận đấu là đẩy hết các trụ mà. Và đây chính là một pha cò nhây đến từ vị trí của Tara. Cô ta quyết định lao vào rồi, bật cho mình cắn thuốc rồi, nhưng bị làm trống, bị làm chậm liên tục. Cô ta đang phải tử trận, phía sau là Valentino. Valentino có làm được trò trống gì không đây? Và câu trả lời là không các bạn à. Chúng ta vẫn được bắn ở phía sau cực kỳ là thoải mái. Trận game này nhìn thấy thì tương đối là dễ, anti tốc biến có được cái mạng của Rat cực kỳ easy ha. Ở pha này thì John làm sao được bắn bạn ơi, bắn không có cửa bắn với mình đâu, mình chấp được cái trụ nha. Ok, Valentino anh ta vẫn còn sống và ở đây mình có ăn được cái mạng Valentino hay không đây? Chỗ phi tiêu nó hụt rồi. Ok, không sao các bạn, không sao nha, cái trụ này vẫn còn và con xe vẫn còn các bạn ạ. À, mình nhanh chóng đẩy đi cái trụ. Ủa, không phải con xe của người ta mà. Vậy mà nãy giờ mình cứ nhầm tưởng là con xe của mình hả? Cắm đầu cắm cổ đã bắn cái trụ nhưng mà bắn nó không có vô đam các bạn ạ. À, bởi vì mình không có xe, không có lính, bắn trụ hầu như nó không có vô đam. Ok, một pha còi nhây đến từ vị trí của Tane ta không còn nhiều máu nữa, buộc phải lui về rồi các bạn. Và chúng ta cũng vậy, chúng ta không còn nhiều máu ha. Một pha lao vào đến từ vị trí của cấu nhưng lính đã bị xóa sổ. Ủi ra rất là tuyệt vời đến từ vị trí của Than và chúng ta có được cái mạng của Rat Thuyền Vương. Đàn lính đã đang dâng cao và cái trụ ở khu vực đường rồng này không còn. À, một pha ảo tưởng sức mạnh đến từ vị trí của John ha. Tốc biến lên bắn của đồng đội của chúng ta nhưng bị xả chiêu và chết tức. Vũ điệu bắt cầu rất tốt từ Valentino và chúng ta lướt được qua tường nhưng Than đã bị kẹt lại. Một pha xử lý rất là tốt đến từ vị trí của Valentino và một nghĩa cử cao đẹp tới vị trí của hỗ trợ của chúng ta nha. Hy sinh bản thân mình để cứu chủ lực. Nói chung là chúng ta sống sót được trong pha vừa rồi một phần là nhờ vào Than các bạn nha. Trong cái khoảng thời gian mà chúng ta đợi đồng đội chúng ta hồi sinh ra thì chúng ta hãy tận dụng cái khoảng thời gian này để farm đàn quái và tiến hành đẩy đường thôi các bạn ơi. Farm xong đàn lính thì chúng ta sẽ ra khu vực đường giữa đi đẩy lính lên cao thôi các bạn ơi. Thấy được mặt Rat rồi nha. Rat đã tung hết chiêu thức vào con quái rồi thì hỏi làm sao chạy được bạn ơi. Tả xung hữu độc về và anti lên để có được cái mạng của Rat lui về thành công ha. Có được một cái sự làm chậm và một cái sự tăng tốc đến từ liều Ryu Hyuga.
Đây là phút thứ 12 và chúng ta đang cực kỳ xanh ở cái giai đoạn này rồi các bạn ơi. Chúng ta đang giữ cho mình 14 mạng, chết 0 mạng và hỗ trợ 6 mạng. Cái lượng tiền của chúng ta hiện tại nó đang là nhiều nhất ở cái bản đồ này nha. Và thời điểm này là thời điểm mà chúng ta có thể ăn được con tà thần một cách dễ dàng. Sau khi ăn tà thần xong thì chúng ta sẽ đẩy nhanh đám quái ở khu vực đường trên và nhanh chóng sẽ có được cái trụ đường trên. Nhưng mà team bạn không cho phép chúng ta làm như vậy. Một pha lao vào đến từ vị trí của Amelie, bật chiêu cứu rồi nhưng cô ta đang phải cong giò bỏ chạy. Tara đang cù nhây rất là ghê và cô ta cũng đã bỏ chạy được rồi các bạn ơi. Một pha mà chúng ta không truy đuổi ha. Bây giờ chúng ta sẽ đẩy nhanh cái đàn quái này lên và gấu Yuka sẽ đẩy nhanh cái đàn quái ở khu vực đường trên ha. Tiện thể chúng ta sẽ lấy đi Mega 3 đường và đó chính là một pha đẩy lẻ đến từ vị trí của John. Có lẽ là do mình hành hạ bạn John nhiều quá cho nên là John cây cú rồi các bạn, cây cú trong cái cách chơi và khiến cho các bạn ấy bị suy nghĩ nó lệch lạc đi ha. Và chúng ta đang có 4 thành viên ở đây. Amelie lên bật chiêu cuối lao vào, không để xóa sổ lính mà thôi. Amelie đang phải rút về. Và đây chính là Valentino ở phía sau. Rat lao lên rồi và chúng ta là người có được cái mạng Rat. Valentino đang chặt chém support của chúng ta. Bảo video đã kết thúc được Valentino. Hai thành viên của team bạn đã nằm xuống. Ở đây chỉ còn là hai thành viên và Amelie không còn chiêu cuối nữa, đã bị tự trận với cái lôi điểu của Ulen. Và trận đấu ngày hôm nay mình đối đầu với lại John cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Nhớ tặng cho mình một like và đăng ký kênh các bạn nha.